Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình học Excel từ căn bản đến nâng cao. Trong chương trình này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn các cái bài học lần lượt từ cơ bản nhất, những thao tác đầu tiên với Excel đến các cái hàm được sử dụng phổ biến trong Excel, các hàm nâng cao, và đặc biệt tôi sẽ có những cái bài về macro VBA, tức là lập trình trong Excel để làm theo các cái ý muốn của mình. Chúng ta có thể tự viết code để thực hiện công việc nào đó. Thì để thuận tiện cho việc học tập, các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được các cái bài học sớm nhất. Để mở đầu chương trình của cái bài học đầu tiên hôm nay, tôi sẽ giới thiệu với các bạn phần cơ bản nhất trong Excel, đó là các cái thao tác, giới thiệu màn hình làm việc của Excel và một số các cái phần như là định dạng trong Excel. Thì đối với Excel 2010, khi chúng ta khởi động chương trình Excel thì các bạn sẽ thấy giao diện như thế này. Ở từ 2007 trở về sau này thì tất cả các cái phần mềm của Office, của Microsoft Office đã chuyển sang cái dạng thẻ như thế này. Ví dụ như thẻ Home, thẻ Insert, và mỗi cái thẻ như thế này người ta gọi nó là Ribbon. Mỗi một Ribbon, mỗi một thẻ, mỗi một cái tab, xin lỗi, một cái tab Ribbon như thế này thì chúng ta sẽ có nhiều nhóm lệnh. Thì ở đây nhóm lệnh được định nghĩa đó là nhiều cái lệnh mà tương đồng với nhau cùng thực hiện trên một cái đối tượng nào đó, người ta sẽ gom lại. Ví dụ như ở cái nhóm lệnh của cái nhóm phông này, thì các cái lệnh liên quan đến phông chữ, như là cái loại phông chữ, kích thước chữ, rồi kiểu chữ in đậm, in nghiêng, gạch chân, các cái thao tác như là tô nền, kẻ viền, màu chữ, vân vân. Hay là cái nhóm lệnh như là alignment, cái lệnh alignment này thì chúng ta thấy là nó sẽ liên quan đến việc canh lề, ví dụ như là canh lề trái, lề giữa, lề phải, trên, lề giữa, lề dưới, viết chữ theo một cái góc nào đó, hay là xuống dòng, chữ xuống dòng trong một ô, gom nhiều ô lại thành một ô, hay là cái thẻ number, thì nó sẽ là các cái kiểu dữ liệu. Đây là cái phần rất là quan trọng, chút xíu nữa tôi sẽ giới thiệu sau với các bạn. Hay là cái nhóm thẻ sale, nhóm thẻ sale cho phép chúng ta như là thêm cột, thêm dòng, xóa cột, xóa dòng, hay là định dạng cột, định dạng dòng, vân vân, định dạng ô. Thì trong Excel chúng ta làm việc thường xuyên với nhất với cái tab là Home nè, Data. Data thì có như là sắp xếp dữ liệu, lọc dữ liệu, Insert thì chúng ta chèn các cái biểu đồ. Thì đó là những cái phần cơ bản. Thật ra chúng ta cũng không có sử dụng nhiều những cái thẻ như đây. Và cái phần tiếp theo trong cửa sổ làm việc của Excel, đó là chúng ta thấy là cái phần bên dưới này chính là cái phần chính của chúng ta. Thì Excel nó sẽ được chia thành các cái cột, mỗi một cột như vậy nó sẽ được đánh dấu bằng các cái chữ cái, và Excel, trong Excel 2010 thì nó có khoảng là 16.384 cột được đánh dấu từ A cho tới là XFD. Và dòng thì trong Excel cũng có rất là nhiều dòng, có hơn 1 triệu dòng, hay cụ thể là 1.048.576 dòng. Và mỗi cái phần giao giữa dòng và cột, bất kỳ một dòng một cột nào đó thì nó sẽ là một cái ô, và mỗi một cái ô bất kỳ trong Excel nó đều có địa chỉ. Địa chỉ thì bằng cái địa chỉ của nó chính là cái tên cột và chỉ số dòng. Ví dụ như cái ô tôi đang chọn ở đây chính là cái ô C3, chính là địa chỉ của ô C3. Hay là ví dụ như mình muốn đi tới một cái ô nào đó, ví dụ tôi muốn đi tới ô D B10 chẳng hạn, B10 thì tôi sẽ dò cột về dòng 10, đây chính là ô B10. Và ngoài ra thì trong Excel nó có một cái loại địa chỉ, nó là địa chỉ vùng. Địa chỉ vùng thì nó bao gồm tập hợp nhiều ô liền kề với nhau. Ví dụ như cái vùng tôi đang chọn trên màn hình thì cái vùng này sẽ có địa chỉ là B32.F13, tức là địa chỉ của cái ô góc trên trái và ô góc dưới phải, và cái dấu hai chấm ở giữa.
À, trong Excel thì nó sẽ có nhiều sheet, mỗi một sheet coi như là một trang. À, thì nguyên cái file Excel thế này người ta gọi là workbook, và một phần một trang nó là gọi là worksheet. Worksheet trong cái worksheet này thì chúng ta có thể click chuột phải vào, chúng ta có thể đặt lại tên, chúng ta có thể xóa hoặc là thêm hoặc là thậm chí ẩn nó đi và hiện lại những cái nào mà chúng ta đã ẩn. Rồi thì đó là cái những cái phần cơ bản. Thì các bạn tóm lại là chúng ta phải hiểu Excel là một workbook, một file là một workbook, trong một workbook sẽ có nhiều worksheet, một 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 worksheet coi như là một cái một trang ha. Một trang thì nó gồm có nhiều dòng và nhiều cột. Mỗi dòng mỗi cột thì nó sẽ giao một ô là sẽ giao với một dòng một cột nào đó. Tiếp theo cái thao tác tiếp theo đó là chúng ta sẽ lưu cái tập tin, thao tác với cái tập tin bản tính Excel này. Thì bất kỳ cái file Excel nào khi chúng ta mở ra nó sẽ tự động đặt các cái tên như là bút 1, bút 2, bút 3 vân vân. Khi mà chúng ta nhìn vào như thế này có nghĩa là cái tập tin này chưa có được save thì nó chưa an toàn. Tức là khi cúp điện hay có vấn đề gì dữ liệu sẽ bị mất. Thì cái thao tác đầu tiên cực kỳ quan trọng khi chúng ta mở Excel lên thì thao tác đầu tiên là chúng ta phải lưu lại. Chúng ta vào file. Vào file chúng ta chọn cell. Ví dụ như ở đây thì một cái cửa sổ CV hiện lên. Bên cái cửa sổ bên trái này là chứa các cái ổ đĩa. Ví dụ như tôi chọn vào ổ đĩa D thì bên đây là bên trong của ổ đĩa D. Chẳng hạn như tôi đặt đây là bài tập 1. Thì lúc này các bạn thấy cái phần bút 1 ở trên cái thanh tiêu đề này bây giờ nó đã thay đổi thành bài tập 1. Có nghĩa là cái file của tôi đã được lưu vào cái vị trí nào đó. Trong quá trình làm việc nếu như các bạn muốn thay đổi vị trí lưu tập tin thì chúng ta có thể vào file và các bạn chọn cell E. Lúc này chúng ta có thể chúng ta thay đổi một cái nơi mới, thay đổi đến một cái vị trí mới, hoặc là các bạn có thể mở tập tin đã có bằng cách vào file open, hoặc là vào file close để đóng cái tập tin hiện tại. Ở đây chúng ta phân biệt giữa từ close và exit. Close là dùng để đóng cái tập tin hiện tại, còn exit là dùng để thoát khỏi cái phần mềm cái phần mềm Excel. Này là đóng tất cả các tập rồi. Cái đó là cái phần thao tác với tập tin. Cái phần tiếp theo là tôi sẽ giới thiệu sơ lược về về định dạng. Thì trước hết là chúng ta sẽ định dạng về cái phần phông chữ. Phông chữ thì trong Excel chúng ta muốn định dạng cái những cái ô nào thì chúng ta sẽ khoanh vùng, chúng ta bôi đen những cái ô đó. Còn nếu mà chúng ta muốn định dạng tất cả các ô thì chúng ta chọn vào đây, giao giữa dòng và cột trong bảng tính, thì chúng ta sẽ chọn tất cả các cái ô. Ví dụ như tôi chọn tất cả cái ô này, tôi chuyển lại cái phần là Times New Roman và cỡ chữ là 14, cỡ chữ 14. Rồi lúc này ví dụ như tôi có một cái danh sách như thế này, họ tên, năm sinh, tuổi, điểm thi. Rồi thì ví dụ như họ tên, năm sinh, những cái ô này, những cái cột này nhỏ quá thì các bạn có thể ghê chuột vào cái phần giao giữa hai cột, ta kéo kéo gà để chúng ta nới rộng cái khoảng cách của các cái cột ra. Rồi tiếp theo ví dụ như cái phần này tôi sẽ bình đậm lên, tôi đậm lên. Rồi mặc dù các bạn nhìn thấy ở trên cái Excel nó có nhiều ô như thế này nhưng thật ra khi chúng ta in ra thì nó sẽ không có những cái ô này, nó là cái tờ giấy trắng. Do đó nếu chúng ta muốn in ra mà nó có xuất hiện dạng bảng giống như trong Word thì các bạn phải kẻ viền cho nó, tô nền cho nó, trang trí thêm. Thì để tô nền kẻ viền các bạn sẽ chọn ở trong cái nhóm phông này nó có một cái nút lệnh là nút border. Nút border chúng ta click vào cái mũi tên sổ xuống, chúng ta chọn more border thì một cái hộp thoại nó sẽ hiện lên, một hộp thoại hiện lên như thế này. Thì nếu mà chúng ta muốn chọn ở đây nó có sẽ có một cái nút là nút outline là dùng để kẻ những cái đường viền bên ngoài, inside là kẻ những cái đường gạch bên trong. Thì để kẻ cái bảng trước hết tôi chọn outline inside thì cái bảng của tôi đã hoàn thành như thế này.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp chúng ta thấy là không có đơn giản như vậy. Cái đường viền ngoài có thể là nét đôi, nét đậm, ở bên trong có thể là nét đứt nét chẳng hạn. À, thì lúc này chúng ta sẽ định dạng lại cho nó. À, ví dụ như nét đôi, tôi chọn nét đôi và tôi chọn outline, thì lúc này tất cả các cái đường bên ngoài được chọn là nét đôi, hay là cái đường bên trong là đường đứt nét, là tôi chọn đường đứt nét trước. Trước tiên chọn đường đứt nét là nó chọn inside. À, ok. Đấy, thì lúc này chúng ta sẽ có cái bảng là cái đường viền là bên ngoài là nét đôi ha, và cái đường bên trong là chấm chấm. Hoặc là chúng ta gặp cái trường hợp là cái những cái đường viền đó nó có tô màu. À, thì cái phần color bên dưới đây, ví dụ như tôi chọn màu đỏ, tôi chọn màu đỏ tôi tô cho cái đường viền bên ngoài. Rồi những cái nét bên trong tôi sẽ tô màu xanh. À, màu xanh inside. Ok. À, thì lúc này cái bảng của tôi đã được tô màu khác đi. Rồi ngoài ra trong đây thì chúng ta thấy còn có màu chữ. Ví dụ như cái phần này tôi không thích để màu đen, tôi muốn đổi màu khác thì các bạn chọn ở đây. Màu chữ ha, đây là cái màu nền. Màu nền. Đây là kẻ viền, đây là các cái loại chữ đậm, nghiêng, ngạch chân, đây là cỡ chữ. Cái này là tăng giảm theo không, mình không chọn ở đây, mình có thể chọn ở đây cũng được. Rồi, cái phần tiếp theo nữa đó là canh lề dữ liệu trong ô. Tôi ví dụ như ở đây dữ liệu của mình nhập vào mặc định nó sẽ canh ở góc dưới bên trái. À, góc dưới bên trái, nếu mà chúng ta muốn canh thì chúng ta phải kết hợp 6 cái hướng lề này, tức là trái nè, phải nè, giữa nè, trên, giữa, dưới. Ví dụ như bây giờ mình muốn cho tất cả nó đều nằm ở trung tâm của cái ô hết thì chúng ta sẽ chọn là canh giữa và canh ở trung tâm ô, thì lúc này nó sẽ nằm như thế này. Và đây là canh lề. À, cái grab test này cho phép chúng ta xuống dòng trong cùng một ô. Ví dụ như điểm thi này tôi muốn cho, nếu mà tôi kéo vít là như thế này thì nó nhảy xuống dòng, mà mặc định thì nó không xuống dòng. Tôi chọn grab test. À, grab test thì cái từ điểm thi tự động nhảy xuống dòng. Nếu mà chúng ta đang gõ chúng ta muốn cho nó xuống dòng thì chúng ta sẽ nhấn là Alt Enter. Ví dụ như tôi có cái này là môn học, mà chữ học này mình muốn cho xuống dòng thì chúng ta đặt cái dấu nháy ở đây, chúng ta nhấn Alt Enter thì kết quả cũng tương tự như vậy. Môn học. Mac Cell, Mac and Center này nó cho phép chúng ta gom nhiều ô lại thành một ô. Ví dụ như tôi phân dùng như thế này, gom lại thì những cái ô này nó sẽ được gom lại thành một ô duy nhất. Và cái địa chỉ của nó chính là cái địa chỉ của cái ô đầu tiên trên này, là H1, địa chỉ là H1. Rồi, ngoài ra ở cái chỗ này chúng ta có thể là viết chữ theo một cái góc nào đó. Tôi ví dụ như tất cả các tiêu đề này tôi sẽ cho nó xéo đi một góc nào đó. Đấy, thì như thế này. Đây, kéo xuống chụp. Đây, hoặc là theo những cái hướng khác. Ở đây nó có nhiều cái hướng nữa, chúng ta có thể chọn ở đây. À, thì đó là cái phần element, cũng tương đối là không có gì phức tạp. À, và một phần nữa cực kỳ quan trọng đó là phần number, đó là các cái kiểu dữ liệu trong Excel. Thì trong Excel có một số kiểu dữ liệu cơ bản như là kiểu number nè, currency, accounting, nhân dân, thì cái này cũng là của kiểu number. Rồi kiểu short day, long day đó là kiểu ngày, hoặc là kiểu ngày, kiểu giờ, nhân dân, phần trăm, certificate, cái này cũng là kiểu number. Rồi test. Trong tất cả các kiểu dữ liệu này, duy nhất kiểu test khi chúng ta nhập vào nó sẽ nằm bên trái ô, còn lại đều nằm bên phải hết. Tôi ví dụ thứ tự 1, 2. À, thì các bạn lưu ý khi chúng ta điền số thứ tự, chúng ta không cần phải điền tất cả, chúng ta chỉ gõ 1, 2, chúng ta bôi đen và chúng ta ghê vào góc dưới bên phải sao cho cái dấu cộng này nó biến thành dấu cộng màu đen. Giữ chuột trái kéo xuống. À, thì lúc này nó sẽ copy toàn bộ xuống đây. À, cho nó copy tất cả các ô, do đó cái ô này nó copy xuống đây, cái lần này nó bị mất thì chỗ này chúng ta sẽ định dạng lại chút xíu. Đó là chúng ta chọn, đây chúng ta thêm cái phần đường viền ở đây. Ok. Đây, thì chúng ta thấy là cái số khi chúng ta nhập vô số thì nó sẽ canh phải trong ô họ tên.
Đấy, các bạn thấy Nguyễn Quang A, Nguyễn Quang B nó là kiểu test à, kiểu test, do đó nó sẽ nằm ở bên trái của ô. Rồi năm sinh, ví dụ như tôi nhập vô ngày tháng năm sinh là ngày 10. Đây thì lúc này các bạn thấy à, chữ hai ô này thì nó sẽ có một cái ô bị sai à, đó là cái ô bên dưới này 12 20 1990. Lúc này trong máy tính của tôi nó đang định dạng theo cái kiểu là d d mình gì gì như thế này, có nghĩa là ngày tháng năm. Và còn ở đây nhập là nếu mà nó sẽ là ngày 20 tháng ngày 12 tháng 20 năm 1990, không có cái tháng 20 à, do đó nó hiểu sai, hiểu đây là một cái chuỗi mà nó canh lại như thế này. Thì cái này để định dạng đúng thì chúng ta phải nhập là 20 12 à, thì lúc này nó mới hiểu đúng à. Thì để biết cái định dạng ngày tháng của cái máy mình như thế nào đó thì chúng ta nhìn ở dưới cái đồng hồ như thế này à, nếu mà cái tháng nó nhảy ra trước thì có nghĩa là nó đang ở cái dạng là M D và Y à, tức là tháng ngày năm theo định dạng chuẩn của người người Mỹ người Anh à, thì chúng ta phải định dạng lại. Thì để định dạng lại cái này à, để định dạng lại này cũng tương đối đơn giản. Đối với Win 7 chúng ta click vào cái nút Start, tất cả các Win Win nào cũng vậy hết, và chúng ta gõ vào cái ô tìm kiếm à, chúng ta gõ chữ Reason. À, gõ vào cái từ Reason à, Reason chúng ta click vào đây. Rồi tiếp theo click vào nút Additional Setting à, nó sẽ có cái thẻ là Number để chúng ta định dạng các cái định dạng về cái chữ số, currency, định dạng tiền tệ, time, định dạng thời gian, và đây định dạng ngày. Đây à, định dạng ngày ở đây tôi đã định dạng lại là day, month, year à. Còn mặc định đó, mặc định nếu mà mình chưa định dạng lần nào thì nó sẽ là như thế này là month, day, year à. Đây rồi apply, ok apply, ok à, đó là cái kiểu kiểu ngày à, kiểu ngày kiểu số. Ngoài ra kiểu số thì chúng ta còn có mấy cái dạng, ví dụ như điểm thi thì có là 6.5 hay là 7,6 chẳng hạn. Thì trong hai cái số tôi nhập như thế này thì các bạn thấy là à, 6.5 thì nó canh canh phải, còn 7,6 là canh trái à, cái do cái định dạng cái kiểu thập phân của tôi ở đây là dấu chấm chứ không phải là dấu phẩy à, do chỗ này nó hiểu đây là chuỗi thì mình sửa thành dấu chấm à, thì nó đúng. Tuy nhiên một số máy á, thì người ta định dạng cái thập phân này là dấu phẩy à, do đó khi mình nhập dấu chấm mà nó nằm nó canh trái, có nghĩa là đang sai, thì mình sửa thành dấu phẩy à, cho nó đúng với cái định dạng, hoặc là vào reason để chúng ta chỉnh lại. À, thì đó là tất cả các cái kiểu dữ liệu à, thì sau này khi làm bài tập thì tôi sẽ nói rõ hơn về cái phần này, về các cái phần định dạng này. À, thì trên đây là cái tất cả những cái thao tác cơ bản với Excel, những thao tác cơ bản ban đầu mà các bạn cần phải nắm trước khi chúng ta đi vào các cái hàm trong Excel, các cái loại địa chỉ tương đối, địa chỉ tuyệt đối và các cái hàm để chúng ta áp dụng vào các cái bài tập. Thì cái bài học này đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào cái bài tập thứ hai, bài tập về các cái loại địa chỉ trong Excel và một số hàm cơ bản. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.